Hello, Nhã xin mến chào quý cô chú anh chị Việt kiều khắp nơi nha. Ngày hôm nay nhìn trên cái bảng điện tử là có cái hình ông già Noel với là cây thông nè cô chú ạ. Thì ngày hôm nay Nhã tiếp tục đi ra phi trường Tân Nhất năm xưa. Ngày nay là sân bay Tân Nhất Sài Gòn ha. Ghi hình khung cảnh Việt kiều về cho cô chú anh chị mình xem. Thì Nhã nhìn thấy nè, những cái chuyến bay ở Úc, Sydney về nè cô chú bác. Đó, Sydney, ngày hôm nay là có Việt kiều Úc về ha, rồi Thái Bay, Đài Loan. Có những cái hãng mà Eva cô chú anh chị thích, rồi Hồng Kông thì hay có là Cathay Pacific cô chú bác. Đó, những cái hãng máy bay ha mà nhiều cô chú anh chị Việt kiều lựa về. Rồi đây có Seoul Incheon đã hạ cánh nè. Đó, rồi Melbourne, Sydney có nghĩa là Việt kiều Úc hôm nay về đông đó cô chú bác. Mời cô chú bác cùng xem tiếp nha. Hello, hello. Đây Nhã đây, Nhã chuyên đi sân bay ha, quay lúc Việt kiều về cô chú anh chị mình xem á. Đây khung cảnh ở ngoài sân bay đó. Còn đây là khung cảnh ở bên trong này cô chú bác. Nhã quay những cái băng chuyền á, thì ở chỗ sân bay Tân Nhất á, nó có cái lối lên lầu á, từ cái vị trí mà ở dưới rước cô chú bác, là mình đi vào trong lên lầu thì mình có thể nhìn thấy được người thân bà con Việt kiều khắp nơi trên thế giới về ở cái khâu mà lấy hành lý ha. Rồi ở đây mình có thể nhìn thấy, rồi sau đó mình ra ngoài mình rước người thân á thì nó sẽ chuẩn hơn ha. Đó cô chú nhìn thấy nè, đây ở cái băng chuyền này bây giờ là cũng gần Noel, gần Tết Tây, nên là ở sân bay á, họ có trang trí những cái chậu hoa cô chú bác. Nhớ nhớ là gần cái dịp mà Tết âm lịch có nghĩa là Tết Nguyên Đán ở Việt Nam cô chú bác, là trên đây có những cái chậu hoa cúc khác nữa thì họ trang trí theo cái kiểu mùa cô chú bác. Ở phía ngoài ha là nhìn thấy có những cái bảng quảng cáo mà ông già Noel nè, rồi cây thông, rồi có khi là bài tường lộc nữa, rất là dễ thương vào cái dịp mà Giáng sinh đầu năm mới luôn. Đó, dịp này thì Nhã cũng xin mến chúc tất cả cô chú anh chị mà có đạo hay là không có đạo một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Đó, ai cũng coi như là làm ăn được ha, chứ không có phải là bết như là năm nay. Năm nay thì nhiều người làm ăn không được cô chú bác, nên là hy vọng từ đây tới Tết Nguyên Đán, Tết âm lịch đó, là rất là đông cô chú anh chị Việt kiều về chơi đó, để cho sân bay Tân Nhất nó có không khí nhộn nhịp và coi như là một mùa ăn Tết nó cũng vui nữa cô chú bác. Ngày hôm nay Nhã nhìn thấy những cái băng chuyền chuyển hành lý ở trong đây nè thì nó không có đông cô chú bác, không có đông lắm ha. Có lẽ là những chuyến bay của cô chú anh chị Việt kiều ở Úc chưa có hạ cánh nhiều mà nó chỉ là những chuyến bay của cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ nè, ở Canada đó, rồi Mỹ, Canada, Âu Châu cô chú bác. Nhưng mà Mỹ lúc nào cũng nhiều nhất ha, bởi vì ở bên Mỹ thì lượng bà con kiều bào đến mấy triệu người lận đó cô chú anh chị, thấy không, băng chuyền cứ chạy chạy đó, rồi coi như nó đụng người ta phải đem xuống bớt đó cô chú bác. Đó, ở khu vực bên kia ở khúc giữa này nè cũng nhiều cái băng chuyền hành lý ra hành lý quá chừng luôn đó, rồi người ta đẩy ra nè cô chú bác. Bên kia có cái băng chuyền nữa thì chuyến bay bên đó đáp sớm ha, nên nhiều người đẩy ra đông hơn. Còn phía trên có cái lối thang máy để cho hành khách đi xuống nè cô chú bác. Cô chú anh chị Việt kiều đi xuống á, mấy em này giống du học sinh ha, đi cái vali màu tím màu trắng cũng dễ thương cô chú bác. Đó, cô chú anh chị thấy không, Nhã nhìn qua cái ô lớp kính ha, mà nhìn thấy tuốt ở trong luôn đó, rất là đã đời cô chú bác. Rồi tiếp nữa nè, đó coi như là chưa có khách thì những nhân viên sẽ lấy cái hành lý để xuống đất đó cô chú anh chị thấy không. Đây khung cảnh nè, người ta đợi chờ ha, mà hôm nay băng chuyền vắng đó. Có nghĩa là cái mùa Noel Tết Tây này cô chú bác, nó tùy từng thời điểm mà Nhã nè. Nhã đi vô sân bay Tân Nhất thường xuyên luôn á. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu ha,
quay phim Việt Kiều kỷ niệm sân bay thì cứ điện cho Nhã theo số là 0356610681, điện thoại số Việt Nam, Viber hay là Zalo đều là 0356610681 của chú bác. Rồi, mời cô chú anh chị cùng xem tiếp khung cảnh ở trong phi trường Tân Nhất năm xưa, bây giờ ra đông hơn rồi cô chú bác. Đó, rồi có nhân viên, tiếp viên hàng không bằng áo đỏ đỏ đó, mấy em cũng đỏ đỏ, là cái hãng Vietjet Air. Cái hãng Vietjet là cái hãng giá bay, hãng máy bay giá rẻ ở Việt Nam ha, mới ra đời khoảng chừng đâu 10 năm trở ra đây cô chú bác, 10 mấy năm á. Đó, hãng hàng không bikini này nọ, giờ đông hơn chút rồi nè, nhìn thấy có không khí vui hơn ha, bởi vì gần tới Giáng sinh rồi, còn vài ngày nữa cô chú bác, rồi gần tới Tết Tây, có nghĩa ở bên Mỹ hay là Âu Châu, Canada, cô chú anh chị cũng ăn Tết Tây ha. Đó, vào Tết ta thì nhiều cô chú anh chị cũng nói là cũng phải đi làm. Lúc đó cũng còn mùa đông ha, cũng phải đi làm cô chú bác. Rồi, bây giờ nhớ mời cô chú anh chị cùng xem trực tiếp ở ngoài thì nó như thế nào, ra làm sao nha. Khung cảnh xung quanh rồi cô chú bác. Khung cảnh quanh sân bay Tân Nhất ha. Chỗ này là tấp nập nhất ha. À, bên kia có một cái nữa. Bên kia có một cái băng truyền nữa cô chú bác. Bên kia có vẻ là sôi động hơn. Khi người ta lấy xong cái người ta đưa đường này ra. Đó, có chuyến chế thôi, vui ha. Đó, giờ ra nè. Đó, lấy xong rồi mạnh ai nó ra cô chú bác. Vui ghê không. Đó, phút này hơi bị đông nha. Cái số 7 nè. 7 hơi bị đông nha cô chú bác. Cô chú bác nhìn cái lượng khách này là cũng có thể đoán được ha. Cái mùa Noel tới Tây được kêu về như thế nào ra làm sao. Còn chỗ này là bán rượu miễn thế này nè cô chú bác. Rượu miễn thế này nọ nè. Đó, mua về nhậu. Tiếp rồi cô chú bác. Anh chị này ra ha. Đây là có hai chỗ luôn. Rồi, lấy đồ xong là họ đi ra. Đi ra ngoài luôn. Mấy cửa cô chú ạ. Vui ghê ha. Hình ảnh cô chú anh chị đang xem là khung cảnh ở phi trường Tân Nhất năm xưa. Ngày nay là sân bay Tân Nhất Sài Gòn nha. Quá vui, quá vui. Đó, chỗ này đông quá trời đông luôn. Chắc chuyến bay ở Úc về á cô chú ạ. Đồng vui ghê. Đây nè. Quá vui, quá vui. Vui ghê ha. Rồi, đi một đoạn qua đây. Trên xem.